Đưa cái điện thoại qua xí ha, đứa cha ánh sáng nghiêng cái điện thoại lại xí. Cho chị ngồi chơi chờ xí, chị xa nuốt với chị rồi đó. Chị là đau lắm, không bao nhiêu tiền hết mà chị làm như đó, lỡ sốt là ông viêm bọc lên rồi. Chị biết em làm mấy cái ca mà đã đi chữa nơi khác mà bị hoại tử luôn á. Chị mụn với da bình thường thôi mà đi chỗ khác 3 lần về cái mặt nhiễm trùng luôn. Đấy, tới em mà người ta đi cua thài rồi người ta mới tới em, mà chị biết đi nặng mụn, đi trị mụn mà phải cua thài cua ngày rồi mới đi là chị biết người ta khiếp cỡ mô rồi. Chạp em đưa mặt nó ra cho chị xem, chị vô Facebook em á, massage trị mụn cái thằng đó em mới đăng đó. Dạ em làm đến 7 giờ chị. Dạ đúng rồi. Ngày thường là chị mắc đi làm đúng không? Thực ra chủ nhật cũng đông, thực ra chủ nhật môn cũng đông mấy cây. Chủ nhật là ngày họ nghỉ. Dạ. Chủ nhật tới thứ bảy là coi nhà đó đó. Thôi, bé Hiển quay không được, cứ kiếm làm không được kiếm lại. Bị thâu để đó về làm cho. Dạ trời, em chỉ biết ở đây em làm khách mụn mấy tuổi không? 6 tuổi. 6 tuổi qua làm bơ hụt mụn. Dạ. Lớp 4 có mụn là bình thường. Chạp em đưa mặt bán lớp 4 cho chị xây. Thấy còn nặng hơn. Bán đi làm chị. Lớp mấy hả? Bán này 9. Bán này nhỏ hơn con nữa thôi. Năm em bên lớp 4 vô lớp 5 mà chị dẫn đi hồi lớp 7 giờ đó. Chứ hồi nói là sợ nó lo dịch đó, đã gián đoạn rồi đấy, đi chân thờ đúng rồi. Nào, chẳng biết thì thà ăn bạn 66 chứ cũng được. Cái trán là cho đứng đứng này xíu loạn sợ đỡ phát không đứt nằm này này là đỡ phát.
Dứt cầm này này. Nhắc này một con. Sáng làm nó nhớ thì bạn tới. Đúng rồi, để nhớ với điều bạn tới. Họ tìm nguyện kỹ rồi nhưng mà họ đã tìm mình là người sao em có cái lượng khách tìm nguyện nó nhiều lắm, nó đảm bảo là thêm định quảng cáo mà thợ em không cho em quảng cáo, mấy đứa làm nó không cho quảng cáo, kêu quảng cáo rồi khách tới ai làm đó tụi hắn nói đó kêu hay là mình bóng giờ cái quay này là em quay. Dạ. Chị nói đó đó chị, cho thợ làm khách thợ hân ưng. Khách thợ họ cứ đùng đãi không cũng mệt lắm. Ai cũng muốn thợ làm cho mình đỡ bớt chứ không mày. Dạ, hai lần rồi. Hai lần rồi. Kinh này tay không đang gướp ghê. Trên mạng em cũng thấy trời cũng có nhiều người làm tay không ngay. Hồi xưa giá cái trị giá to hơn trần mặt. Ừ. Ờ, hồi xưa bà lấy